Chấn động loạt quán ăn đường phố Việt Nam có tên trong Michelin Guide 4 nơi đoạt sao gây nhiều bất ngờ. Chúng ta đã từng mơ tới một ngày nên ẩm thực nước nhà từ những quán ăn di động ở khắp các đường phố hay bất cứ một gánh phở, một xe hủ tiếu gõ nào cũng sẽ được hái sao vàng Michelin bởi độ ngon, bởi sự ấn tượng mà nó đã ghi lại trong lòng bạn bè quốc tế biết bao nhiêu năm nay. Sau một thời gian dài âm thầm khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng các quán ăn nổi tiếng ở Việt Nam, vào tối ngày 6 tháng 6, hàng loạt các quán ăn được định danh hiệu Michelin Guide đã chính thức được công bố tại Hà Nội. Cũng trong buổi vinh danh này, sách đỏ đã gắn sao cho 4 nhà hàng và đưa vào danh sách Michelin Guide 103 nhà hàng quán ăn ở khắp hai thành phố sôi động bậc nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, danh sách Michelin được công bố khiến cho nhiều người hoang mang vì những cái tên khá khó hiểu. Đầu tiên là hạng mục Michelin Selected, danh sách nhà hàng được Michelin đề xuất. Những cái tên đầu tiên được công bố như bún chả Hương Liên hay Đắc Kim có mặt trong danh sách này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi khá nhiều. Michelin Việt Nam đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi công bố thêm danh sách Gourmet tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nhà hàng, quán ốc, cơm tấm được ưu ái lọt vào trong danh sách này. Bằng chứng là có tới 11 trên 29 quán phở ở trong Michelin Guide lần đầu tiên. Có vẻ tiêu chí đánh giá trong danh sách này khá thích món ăn truyền thống nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài ra, bún chả cũng là cái tên thứ hai sở hữu nhiều quán ăn nhất. Cuối cùng là hạng mục được mong chờ nhất, danh sách nhà hàng đạt Michelin Star. Với danh sách nhà hàng đạt 1 sao Michelin và những nhà hàng được trao sao chính là An An Sài Gòn, Gia Restaurant, Hinaba by Koki và Tầm Vị. Thế nhưng, câu chuyện bún bò và bánh mì không hề lọt vào trong danh sách này. Điều này khiến cho hội yêu ăn uống vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, danh sách vẫn là một trong những sự hướng dẫn được rất nhiều người quan tâm. Thêm vào đó, cẩm năng ẩm thực Michelin được nhận định là một bước khởi đầu mới của nền ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.